Trên tay mình đây là một chiếc điện thoại được định hình là flagship của LG, từng là đối thủ trực tiếp của Samsung Galaxy S20, nhưng giờ đây trong năm 2022, mức giá đã bị tụt rất thê thảm. Vậy nên hôm nay mình sẽ test PUBG Mobile để xem với mức giá chỉ hơn 5 triệu đồng, nó có phải là sự lựa chọn xứng đáng cho anh em cày game hay không. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vietablet. Đừng quên dãi vào nút like cũng như subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video test game nào của mình nhé. Bắt đầu thôi. Mức giá trên cùng với cực kỳ nhiều ưu đãi như trả góp 0% hay 1-1 trong vòng 7 ngày đang được mình tham khảo tại trang web của Vietablet. Và nếu như anh em có quan tâm thì đường link luôn luôn có mặt tại phần comment cũng như là mô tả của video. Đầu tiên thì vẫn luôn là điểm hiệu năng, với AnTuTu mới đạt được hơn 500.000 điểm, còn với Geekbench 5 mới đạt được gần 900 điểm đơn nhân và gần 3.000 điểm đa nhân, khá cao cho một chiếc máy đã có mức giá rất hạt rẻ như này. Đến với phần setting trong PUBG, với FPS 60 mới có thể set được ở mức đồ họa cao nhất là HDR. Các yếu tố khác như khử răng cưa, đổ bóng đều được bật và tắt tự động điều chỉnh đồ họa. Hiện tại đang là 8:22, thời lượng pin còn lại là 34%, nhiệt độ trước khi test chỉ khoảng chưa tới 34 độ. Mình sẽ cắm dây với laptop để có được biểu đồ FPS cho anh em theo dõi nhé. Những lúc nhảy dù xuống và tiếp đất có vẻ khá ổn, FPS không bị sụt nhiều. I got supplies. Này thì bot này. Lại một con bot nữa nè. Để mà nói về màn hình thì thực sự mình không ưa lắm cái thiết kế, bởi nếu so sánh với S20, chiếc máy này chỉ được trang bị một màn hình giọt nước khá lỗi thời, cộng với việc máy có viền trên và viền dưới đều khá dày. FPS vừa sụt một phát từ 60 xuống còn 31, mình chỉ vừa nhảy một phát thôi là máy sụt nặng luôn. Ngay sau đó máy lên mức 39 FPS và trở lại mức 60. Cái mức sụt và khựng khung hình này anh em cũng sẽ thấy rất rõ và có thể sẽ khá khó chịu đấy. Cũng may lúc sụt mình chưa gặp địch nào. Bù lại, chúng ta lại được trang bị một tấm nền có chất lượng không phải bàn. Dù sao thì LG cũng là một trong những nhà sản xuất màn hình lớn nhất thế giới, nên cả về màu sắc, độ nét, độ nối khối của chi tiết đều được thể hiện là rất tốt. Hơi lắm bot anh em ạ. FPS tiếp tục dao động rất mạnh khi liên tục sụt xuống mức 4x đến 5x, thậm chí máy còn sụt xuống cả mức 3x và duy trì rất lâu ở mức này. Gần như chiếc máy đã không thể giữ cho FPS trên 55 nữa rồi. Ngay sau khi mình hạ gục địch thì FPS có thể quay trở lại mức 60. Để xem từ giờ đến cuối trận liệu chiếc LG V60 này còn có thể ổn định FPS không. Và cũng rất tiếc khi lần thứ 3 trong trận đấu FPS lại có sự sụt giảm mạnh, thấp nhất có thể đạt xuống mức 31 FPS. Và những lần sụt sâu như thế này anh em đều có thể cảm nhận rõ và khó chịu đấy. Láo nháo này. Dùng màn hình mình không ưng lắm cái thiết kế, nhưng mình lại khá mê dàn loa của em nó. Cả âm lượng và độ lớn đều cực kỳ chi tiết và to mồm. Tóm lại theo mình, đây là một dàn loa rất chất lượng. Ngu dốt. Mình đã kết thúc trận đấu ở vị trí top 4, hiện tại đã là 8:45, nghĩa là máy đã trải qua gần 30 phút chơi liên tục ở mức setting khá cao. Thời lượng pin còn lại là 28%, cũng khá ấn tượng anh em nhé. Nhiệt độ cao nhất mà mình đo được có thể lên đến hơn 40 độ một xíu, tuy vậy nó không gây nhiều khó chịu cho bàn tay mình. Có lẽ chiếc LG đã có khả năng tản nhiệt đều ra xung quanh khá tốt. Để tổng kết trải nghiệm chơi game của mình thì có lẽ sẽ hơi đuối sức cho chiếc LG V60 này nếu cày game liên tục ở mức FPS 60 với chất lượng đồ họa HDR. Như thông số FPS anh em đã theo dõi xuyên suốt trận đấu, máy chỉ có thể giữ ổn định ở khoảng 8-9 phút đầu. Ngay sau đấy, tình trạng FPS dao động mạnh xảy ra phải đến 3-4 lần, cộng với việc máy sụt rất sâu xuống mức chỉ 3x FPS khiến cho trải nghiệm tổng thể của mình là không thực sự thoải mái. Vì vậy nên, để có được một mức giá rẻ như này, chúng ta buộc phải đánh đổi một chút hiệu năng. Đổi lại, chúng ta có thể giảm nhẹ mức đồ họa của game xuống,
vừa đem lại một mức nhiệt dễ chịu hơn, vừa đem lại một trải nghiệm chơi game là cân bằng nhất. Vậy với một flagship hơn 2 năm tuổi có mức giá lên đến 17 triệu đồng thời điểm mới ra mắt, giờ đây trong năm 2022 chỉ còn có mức giá rất rẻ, liệu có phải là sự lựa chọn hàng đầu của anh em cày game hay không? Hãy để lại ý kiến cho chúng mình nhé. Xin cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết video của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo trên VietaBlack.